Minh xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình livestream Mắt khỏe cùng bác sĩ mắt Sài Gòn với chủ đề Bảo vệ mắt thời đại 4.0. Quý vị thân mến, đôi mắt của chúng ta được xem là một trong những tài sản quý giá nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Tuy nhiên, do thói quen chưa tốt trong sinh hoạt hàng ngày cũng như sự bùng nổ của công nghệ và lối sống áp lực cao đã nảy sinh nhiều bệnh lý đa dạng và phức tạp về mắt. Và theo như Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ thì dự báo đến năm 2050, một nửa dân số thế giới, tương đương với 2,5 tỷ người sẽ phải đối mặt với chứng cận thị. Và chúng ta có thể thấy là dù ở bất cứ độ tuổi nào thì việc thiếu đi đôi mắt khỏe cũng đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống của chúng ta bị giảm sút đáng kể. Do đó, với mong muốn là sẽ nâng cao được ý thức trong cộng đồng về tầm quan trọng của đôi mắt, thì đầu tháng 8 vừa qua, hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã chính thức khởi động chiến dịch mang tên Sáng tầm nhìn, thỏa ước mơ với thông điệp đừng bỏ lỡ điều quý giá trong cuộc sống vì đôi mắt yếu. Và chuỗi livestream Mắt khỏe cùng bác sĩ là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng của chiến dịch, mà thông qua đó thì chúng tôi rất mong muốn có thể nâng cao và nhận thức cộng đồng về việc chăm sóc sức khỏe thị lực bằng những việc làm vô cùng thiết thực và cũng như là chia sẻ những bí quyết để bảo vệ và chăm sóc đôi mắt khỏe đẹp. Quý vị thân mến, về để bắt đầu cho chuỗi livestream, hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón bác sĩ Nguyễn Thị Phương, trưởng khoa khám của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự. Bác sĩ sẽ cùng chúng ta chia sẻ những kiến thức rất bổ ích xoay quanh chủ đề Bảo vệ mắt thời đại 4.0. Xin chào bác sĩ Phương. Chào Yên Minh, chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình livestream Mắt khỏe cùng bác sĩ ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có thể nói đây là một chủ đề mang tính thời sự, do đó chúng ta hãy nhanh chóng like, share và cũng như là comment những câu hỏi ở bên dưới để Uyên Minh cùng với bác sĩ Phương có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là 30 khán giả đầu tiên gửi những câu hỏi hay và sớm nhất đến cho chương trình livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhận được 30 voucher khám mắt trị giá mỗi voucher là 500.000 đồng được áp dụng tại hệ thống 11 bệnh viện thuộc hệ thống mắt Sài Gòn trên toàn quốc. Và quý vị thân mến, đặc biệt hơn nữa đó chính là đến cuối livestream chúng tôi sẽ có chương trình mini game với những câu hỏi vô cùng lý thú, và những quý vị khán giả nào trả lời đúng câu hỏi này chúng ta sẽ được nhận những voucher mua sắm tại hệ thống siêu thị của Omart trị giá là 200.000 đồng từ ban tổ chức. Và bây giờ thì không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Phương với câu hỏi đầu tiên. Có thể nói là thời đại 4.0 đã có những ảnh hưởng khá là tiêu cực đến đôi mắt của chúng ta. Vậy thì để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về điều này, xin mời bác sĩ Phương sẽ chia sẻ những dự đoán về tỷ lệ tật khúc xạ tại Việt Nam và khu vực hiện nay dưới tác động của công nghệ thời đại 4.0. Như các bạn đã biết, cùng với sự phát triển của công nghệ số thì tỷ lệ mắc cận thị càng ngày càng sớm hơn và càng ngày càng tỷ lệ càng nhiều hơn. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2010 thì có khoảng 1,9 tỷ người chiếm 27% dân số thế giới bị cận thị, trong đó có khoảng 70 triệu người chiếm khoảng 2,8% dân số là bị cận thị nặng. Con số này đã tăng lên khoảng 2,5 tỷ người vào năm 2020, chủ yếu tập trung ở những nước châu Á và Đông Nam Á. Tới năm 2050, dự tính có khoảng 52% dân số thế giới mắc cận thị, trong đó có khoảng 10% là mắc cận thị nặng. Tại một số nước châu Á thì tỷ lệ này còn cao hơn, ví dụ như ở Hàn Quốc gặp khoảng 64,6% các trẻ từ 5 đến 18 tuổi là bị cận thị, và Ấn Độ khoảng là 21,1% trẻ từ 5 tới 15 tuổi là mắc cận thị. Ở Đông Á khoảng 80 đến 90% số học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học là bị mắc tật khúc xạ. Tỷ lệ này ở Việt Nam theo báo cáo của Bệnh viện Mắt Trung ương là có khoảng 5 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học mắc tật khúc xạ, trong đó có khoảng 40% là mắc cận thị, chủ yếu tập trung ở thành thị. Con số này có thể tăng lên từ 40 đến 50% vào năm 2020. Đây có thể nói là những con số biết nói, đặc biệt là cái con số 52% số người bị mắc cận thị vào năm 2050. Có nghĩa là dự đoán là vào năm đó thì cứ 2 người là có hơn 1 người bị mắc cận thị. Đúng vậy. Có thể nói là đây là một cái hồi chuông báo động dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là những quý vị phụ huynh có con em học sinh đang trong độ tuổi đi học. Vậy thì câu hỏi đặt ra tiếp theo cho bác sĩ Phương đó chính là với những cái con số đáng báo động như thế này thì chúng ta sẽ làm cách nào để có thể bảo vệ mắt trong thời đại 4.0 cho trẻ em và cũng như cho người lớn ạ? Theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2019 đã khuyến cáo là không nên cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi tiếp xúc với các thiết bị công nghệ điện tử. Và
chỉ nên tiếp xúc với các thiết bị điện tử 1 tiếng một ngày đối với những trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Nên tăng cường hoạt động vui chơi ngoài trời để làm giảm cái nguy cơ bị mắc cận thị. Tuy nhiên khi các bạn cho con em mình hoạt động ngoài trời thì nên tránh những thời gian mà từ 10 giờ tới 4 giờ chiều là khoảng thời gian mà cái tia tử ngoại mặt trời cao nhất có thể ảnh hưởng tới cái mắt của các bé. Và khi các bạn cho con em chơi ngoài trời thì nên đeo kính mát cho các bé để bảo vệ mắt tốt hơn. Và tại trường học thì khuyên là các bé nên có một tư thế ngồi hợp lý và học trong một môi trường đủ ánh sáng từ 320 đến 400 lux. Và thêm nữa là các bạn nên hạn chế coi những thiết bị điện tử càng ít càng tốt. Có thể nói là đây là những thông tin rất là bổ ích cho quý vị phụ huynh. Tại vì chắc có lẽ là bác sĩ Phương cũng để ý là nhiều phụ huynh á, là không có thời gian chăm con, cho nên là về là chỉ đưa cái iPad hay là đưa cái điện thoại cho con mình chơi bao nhiêu tùy thích, miễn làm sao mà nó chơi ngoan, đúng không thưa bác sĩ? Cái thói quen đó là một thói quen không tốt cho sức khỏe toàn diện của bé, và đặc biệt là cho sức khỏe đôi mắt của bé. Do đó thì rất là mong là quý vị phụ huynh mà chúng ta có theo dõi livestream này thì chúng ta hãy chú ý đến cách mà chúng ta cho con trẻ sử dụng các thiết bị điện tử, hãy cố gắng là hạn chế sử dụng càng nhiều càng tốt, và tập trung vào những cái hoạt động thể chất cho các bé để các bé được phát triển một cách toàn diện. Và tránh khung giờ nào hả bác sĩ ha? Từ 10 giờ sáng và đến 4 giờ chiều. Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nếu mà mình cho con em mình ra ngoài trời thì nhớ cho bé mang kính râm để tránh tác hại của tia tử ngoại đến cho đôi mắt của bé. Đúng vậy. Dạ. Còn đối với người lớn thì sao ạ? Riêng đối với người lớn, đặc biệt là các bạn làm trong cái môi trường văn phòng, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra là với 3 giờ mỗi ngày các bạn tiếp xúc với máy vi tính thì sẽ làm tăng lên khoảng 80-90% nguy cơ là các bạn có thể bị giảm thị lực. Khi các bạn làm việc trong môi trường công sở, tiếp xúc không thể nào mà dưới 8 tiếng đến 11 tiếng mỗi ngày. Thì để tránh khỏi những việc mắt các bạn bị mỏi lâu ngày, tiếp xúc với máy vi tính lâu ngày làm các bạn mau mỏi mắt, mau căng thẳng, dễ bị mắc cận thị, thì các bạn có thể lưu ý một số điểm như sau. Thứ nhất, khi các bạn làm việc với máy vi tính thì các bạn nên chớp mắt thường xuyên. Cái thứ hai nữa là các bạn nên đặt màn hình máy vi tính sao cho tầm mắt của mình luôn nhìn xuống dưới. Cái thứ hai nữa là đặt cắt màn hình máy vi tính cách khoảng 25 inch, nghĩa là cách khoảng 45-50 cm. Nghĩa là khoảng này đúng không bác sĩ? Đúng vậy, là khoảng cách làm việc. Làm sao cho mắt mình nó nhìn xuống. Chính xác. Và khoảng cách như thế này là đó vừa. Là các bạn xem sách. Còn khi các bạn làm việc với máy vi tính thì các bạn sẽ nằm nhìn thẳng như thế này. Và không nên để cho mắt nhìn ngước lên. Thêm nữa là mình nên sử dụng, ví dụ như các bạn có thể sử dụng thêm một số chế phẩm như là nước mắt nhân tạo. Và thêm nữa các bạn có thể sử dụng những cái dụng cụ là làm phun sương để làm ẩm cái chỗ bàn làm việc của mình, tạo cái không khí độ ẩm tăng lên. Các bạn có thể sử dụng kính bảo vệ mắt đối với mắt của mình, ví dụ những kính để mình sử dụng với máy vi tính. Và một loại nữa là để các bạn sử dụng cái kính bảo vệ màn hình để cho giảm cái độ chói lóa ở màn hình đối với cái mắt của mình, thì các bạn có thể sử dụng kính mờ để bảo vệ cho cái tia tử ngoại từ màn hình nó không có tác hại đến cái mắt của mình. Thêm nữa thì các bạn nên tập thể dục đối với mắt mỗi ngày ít nhất từ 10 đến 15 phút các bạn dành thời gian để tập thể dục đối với đôi mắt. Các bạn có thể nhắm mắt nghỉ ngơi thư giãn trong vòng 3 phút và massage mạnh ở trên hai cái mí mắt để giúp cho mắt của mình thư giãn tốt hơn. Theo như bác sĩ Phương chia sẻ thì Uyên Minh thấy có những cái bài tập về mắt rất là thú vị. Bây giờ bác sĩ có thể chia sẻ ngay trên sóng livestream cho quý vị khán giả được không ạ? Mình sẽ massage như thế nào, bằng ngón tay như thế nào và cái chiều nó như thế nào ạ? Mình thứ nhất là cái bước đầu tiên mình có thể nhắm mắt, đè mạnh hai tay lên trên mí trên của mắt, đè trong vòng khoảng 3 giây đến 5 giây. Các bạn có thể làm như thế 3 lần. Sau đó các bạn sẽ thực hiện động tác khác. Các bạn có thể massage quanh mắt, đè hai lòng bàn tay lên trên từ cái giữa mũi và các bạn đè lên trên thái dương, miết sang hai bên. Cái thứ ba nữa là các bạn có thể massage quanh mắt. Mình dùng hai đầu ngón tay massage quanh mắt. Mỗi lần các bạn làm như thế 3 lần. Trong như vậy là khoảng vài phút thôi đúng không bác sĩ? Tất cả những bài tập này mình làm trong vòng khoảng từ chỉ cần dành ra từ 10 đến 15 phút mỗi ngày là được. Thời gian rất là nhanh, không có tốn nhiều thời gian của các bạn. Như vậy thì mình nên làm cái bài tập này vào thời điểm nào trong ngày?
Thực ra khi các bạn làm việc trong ngày, các bạn có thời gian mà các bạn nghỉ ngơi, các bạn có thể thực hiện bất kể lúc nào khi các bạn làm việc trong văn phòng. Nhưng nếu như các bạn quá bận rộn, các bạn không dành thời gian được, thì buổi tối trước khi các bạn đi ngủ, các bạn nên dành thời gian khoảng 10 đến 15 phút để thư giãn và massage cho mắt là tốt nhất. Xin cảm ơn bác sĩ. Và theo như Uyên Minh được biết thì bên cạnh là những cái việc mà mình bảo vệ từ bên ngoài thì mình có một cái chế độ dinh dưỡng để mình nuôi dưỡng từ bên trong cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Vậy thì mình nên có cái chế độ ăn uống như thế nào để có một đôi mắt khỏe và đẹp ạ? Có rất nhiều chế phẩm chứa những cái loại vitamin đã có được nghiên cứu mà tốt cho đôi mắt của mình. Đó là vitamin A, vitamin D, vitamin E, B1, B2, magie và kẽm. Thì có rất nhiều thực phẩm chứa những vitamin đó. Các bạn có thể tìm trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Thứ nhất là các thực phẩm có màu đỏ, ví dụ như cà rốt, cà chua, bí đỏ, những loại ớt chuông, ví dụ như những loại rau như là rau bông cải xanh, như là rau chân vịt, hoặc là các bạn có một số loại thực phẩm giàu chất kẽm như là trong hàu hay là trong bí đỏ, và những loại hạt thì chứa rất nhiều vitamin E để chống oxy hóa, ví dụ như là hạnh nhân, trong xoài, trong bơ. Cái đó rất tốt cho cái đôi mắt, sức khỏe đôi mắt của mình. Nếu mà nói nhiều quá thì sợ là quý vị khán giả không có nhớ nổi. Bây giờ mình tóm gọn lại là những loại trái cây có màu đỏ, màu cam nó sẽ chứa nhiều vitamin A đúng không ạ? Và những loại rau mà nó có màu xanh đậm và những loại hạt thì có nhiều vitamin E chống oxy hóa. Đúng. Nhớ như vậy là đủ rồi đúng không quý vị? Mong là quý vị chúng ta sẽ có một chế độ dinh dưỡng cân bằng để có một sức khỏe tốt và sẽ có một đôi mắt khỏe và đẹp ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã lắng nghe những chia sẻ vô cùng bổ ích đến từ bác sĩ Phương, trưởng khoa khám của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự. Nên quý vị ngay bây giờ chúng ta có những thắc mắc gì, chúng ta hãy nhanh tay comment ở bên dưới để bác sĩ có thể chia sẻ và cũng như là giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và cũng đừng quên là 30 khán giả có câu hỏi hay và sớm nhất gửi về cho chương trình livestream ngày hôm nay thì sẽ giành được những voucher, mỗi voucher trị giá là 500.000 đồng. Chúng ta sẽ được khám về mắt tại hệ thống 11 bệnh viện của Mắt Sài Gòn trên toàn quốc ạ. 30 khán giả có câu hỏi hay và nhanh nhất gửi về chương trình sẽ nhận được những voucher vô cùng hấp dẫn này. Nên quý vị chúng ta đừng ngần ngại gì, hãy like, share và cũng như là có thể kêu gọi những bạn bè và người thân nào của mình quan tâm về mắt có thể theo dõi livestream và đặt những câu hỏi cho bác sĩ Phương. Và bây giờ thì Uyên Minh sẽ cùng với bác sĩ Phương giải đáp thắc mắc cho khán giả đầu tiên. Khán giả Đinh Văn Toàn đặt câu hỏi như thế này ạ. Tôi nghe nói rất nhiều đến thuật ngữ ánh sáng xanh, nhưng không biết ánh sáng này là gì, từ đâu ra và có hại như thế nào đối với mắt ạ? Nói nôm na về để cho các bạn dễ hiểu thì ánh sáng xanh là ánh sáng mà mình nhìn được. Nó có bức sóng ngắn và nó có năng lượng cao, và bức sóng của nó khoảng từ 380 đến 500 nanomet. Nó chia làm hai loại là ánh sáng xanh tím có bức sóng từ khoảng 380 đến 450 nanomet thì tương đối có hại đối với cái mắt của mình, và cái loại thứ hai là ánh sáng xanh lam nó có bức sóng từ khoảng 450 đến 500 nanomet. Thì cái ánh sáng xanh này thì thường xuất phát từ đâu? Nó có hai loại là ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo. Cái loại ánh sáng tự nhiên thì chủ yếu là do bức xạ của ánh sáng mặt trời. Còn ánh sáng nhân tạo thì đều phát ra từ những cái thiết bị kỹ thuật số của chúng ta. Ví dụ như là điện thoại này, iPad này, máy đọc sách này, và đặc biệt là cái đèn LED của chúng ta sử dụng hàng ngày trong gia đình. Như các bạn đã biết thì ánh sáng xanh thì gây rất nhiều tác hại từ da tới mắt. Đặc biệt là tại mắt thì ánh sáng xanh nó làm chết các tế bào biểu mô sắc tố tại võng mạc. Vì vậy mà nó gây lên những hậu quả rất là nghiêm trọng, đó là có thể làm thoái hóa điểm vàng, dẫn đến giảm thị lực của chúng ta và có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Không ngờ là những thiết bị công nghệ hiện đại của chúng ta mà lại có những cái tác hại nó lớn như vậy. Tuy nhiên thì theo Uyên Minh biết là những thiết bị này hình như là bây giờ nó cũng có chế độ là chuyển qua ánh sáng vàng đúng không bác sĩ?
Không phải là chuyển qua ánh sáng vàng. Thực tế trong cái thiết bị điện tử của chúng ta là ánh sáng đèn led màu vàng, nó có bức sóng từ khoảng 400 đến 490 nanomet và nó giao thoa với ánh sáng phosphor màu xanh có bức sóng từ khoảng 550 nanomet. Khi giao thoa với hai ánh sáng này với nhau thì nó tạo thành cái ánh sáng trắng khi tới mắt của chúng ta, chứ vốn dĩ nó không phải là ánh sáng trắng như chúng ta đã nhìn thấy. Đó là ánh sáng xanh. À, nó cũng có ánh sáng xanh ở trong đó đúng không ạ? Đúng vậy. Thì nói chung là khi mà chúng ta sử dụng những thiết bị công nghệ quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng không chỉ đến đôi mắt mà còn đến sắc đẹp nữa đúng không bác sĩ? À, đúng vậy. Cái ánh sáng xanh này thì nó cũng làm tác hại lên cái da của mình. Dạ. Nó làm cho giảm cái sắc tố ở ngoài da, làm dạ. da nó dễ bị xỉn màu hơn nữa. Quý vị khán giả ơi, vậy thì chúng ta đã lắng nghe được câu trả lời của bác sĩ rồi. Do đó thì mặc dù là trong cái thời đại công nghệ này thì những thiết bị công nghệ thì chúng ta không thể nào thiếu trong cuộc sống đúng không ạ? Tuy nhiên là bởi vì chúng ta hiểu biết được về những tác hại của công nghệ đem đến cho sức khỏe của mình, đặc biệt là sức khỏe của đôi mắt. Do đó thì vào những cái lúc nào mà chúng ta cảm thấy là không cần thiết thì hãy tắt điện thoại và quay về với một cái cuộc sống với người thân, bạn bè của mình. Thì Uyên Minh nghĩ là nó không chỉ tốt về sức khỏe vật lý mà còn tốt về sức khỏe tinh thần nữa đúng không bác sĩ? Đúng vậy. Không những vậy mà khi các bạn trước khi đi ngủ, có lời khuyên là trước khi đi ngủ mà các bạn sử dụng cái máy tính thì các bạn đặc biệt máy tính, đúng rồi, nó làm rối loạn cái giấc ngủ của các bạn. Và tất nhiên khi các bạn rối loạn cái giấc ngủ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe về tinh thần. Và đặc biệt là ngày mai các bạn đi làm thì các bạn thấy cảm thấy rất là mệt mỏi và không còn thấy cảm thấy hứng thú với công việc nữa. Nhắc mới nhớ thì có những bạn trẻ, đặc biệt những bạn trẻ có một cái thói quen là xem phim trước khi ngủ. Nhưng mà chính vì cái việc xem phim nó lại càng khiến cho các bạn khó ngủ hơn. Do đó là thường thì nhẹ thì 2-3 giờ sáng, nặng thì 4-5 giờ sáng mới đi ngủ, và thế là nó lại đảo lộn cả cái nhịp sinh học của mình và nó không tốt cho sức khỏe một chút nào đúng không ạ? Đúng vậy, tại vì cái thói quen bây giờ, thực ra cái thói quen đọc sách trước khi ngủ là rất tốt, nhưng mà ngày xưa khi mà cái công nghệ chưa phát triển thì chúng ta có thói quen là đọc sách cầm tay. Thì cái đọc sách cầm tay thì giúp các bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Còn bây giờ các bạn đọc sách bằng điện thoại, bằng máy vi tính hoặc là bằng máy tính bảng thì nó sẽ, cái bức xạ ánh sáng xanh ở trong cái máy tính của mình nó sẽ làm rối loạn cái giấc ngủ của mình, dễ làm cho bạn kích thích hơn. Dạ, đúng là lợi bất cập hại đúng không ạ? Vậy thì quý vị khán giả, khi chúng ta đã nghe những chia sẻ của bác sĩ Phương thì chúng ta có thể có những lựa chọn phù hợp hơn vào cái giờ trước khi đi ngủ để chúng ta có một giấc ngủ tốt nhất, có chất lượng tốt nhất, để ngày hôm sau thì chúng ta khỏe mạnh, chúng ta thức dậy và đôi mắt của chúng ta nó cũng sẽ khỏe, cũng sẽ sáng hơn đúng không ạ? Tuy nhiên thì mặc dù là chúng ta đã biết về những tác hại của ánh sáng xanh đến cho đôi mắt của mình, nhưng mà có những anh chị mà làm văn phòng chẳng hạn đó thì không thể nào mà không sử dụng những thiết bị đó. Hồi nãy thì bác sĩ Phương đã chia sẻ những cái bài tập thể dục đơn giản. Tuy nhiên là có những bài tập nào hiệu quả hơn không nữa hả? Đối với những bạn mà làm văn phòng, các bạn tiếp xúc thường xuyên với máy vi tính, các bạn không có thời gian, thì có một nguyên tắc rất là đơn giản để cho các bạn có thể thực hiện được ngay khi trong lúc các bạn đang làm việc. Đó là quy tắc 20-20-20. 20-20-20 nghĩa là gì? Nghĩa là sau khi 20 phút các bạn làm việc với máy vi tính, các bạn làm việc gần, các bạn có thể nhìn cách xa khoảng 20 feet, tương đương khoảng 6 mét của mình á, và các bạn nghỉ trong vòng 20 giây để cho mắt nó nghỉ ngơi. Như vậy thì mắt các bạn nó sẽ được thả lỏng và sau đó các bạn sẽ lại quay lại làm việc bình thường. Các bạn làm việc như vậy thì sẽ làm giảm cái nguy cơ, thứ nhất là làm mỏi mệt cho đôi mắt của mình, cái thứ hai là làm giảm cái nguy cơ bị cận thị đối với các bạn. 20-20-20 có nghĩa là 20 phút. Đúng vậy. 20 feet và 20 giây. Có nghĩa là trong một tiếng đồng hồ thì mình sẽ nghỉ 3 lần đúng không ạ? Đúng vậy. Dạ. Nhưng mà khi mà mình đã vào công việc rồi thì sợ là sẽ khó nhớ được cái quy tắc này. Vậy thì quý vị khán giả chúng ta nhớ nốt lại nha, nhớ ghi chú lại là trong một tiếng đồng hồ mình làm việc mình phải nhớ là nghỉ 3 lần. Cứ 20 phút một lần thì bảo vệ cho đôi mắt của mình
khỏe đẹp, tại vì đôi mắt này còn đồng hành với mình suốt một cái quãng đường đời mà, đúng không? Nếu mà bây giờ mình không có chăm sóc kỹ thì sau này thì mình sẽ càng có nguy cơ mắc những cái bệnh lý mà nó nguy hiểm hơn về mắt nữa, đúng không ạ? À, đúng vậy. Đối với những bạn làm văn phòng thì có một cái hội chứng mà chúng ta thường gặp, đó là hội chứng khi sử dụng máy tính. Khi các bạn sử dụng máy tính nhiều, các bạn sẽ có cảm giác mắt nó mỏi mệt này, nhìn mờ đi này, nhìn đôi này, và hay chảy nước mắt sống, cảm giác khô mắt nhiều. Thì đó cũng là một trong những cái hội chứng mà làm cho các bạn dễ cái nguy cơ bị tăng độ hơn ở những bạn làm việc văn phòng. Dạ, em mới nhận được thêm một câu hỏi, đó là đối với những bạn nào mà chẳng may mắc các tật khúc xạ rồi thì có cách nào để ngăn chặn tình trạng tăng độ không ạ? Đối với những bạn mà mình đã mắc cái tật khúc xạ rồi thì có một số nguyên nhân làm cho các bạn dễ bị bỏ quên, làm các bạn dễ bị tăng độ hơn. Thứ nhất là các bạn không đeo kính. Cái thứ hai là các bạn đeo kính không đúng độ. Các bạn đeo kính rồi, các bạn đeo kính đúng độ rồi, nhưng có một số bạn mình đeo kính không đúng quy tắc, nghĩa là các bạn đeo kính mà để cho cái kính nó trễ xuống mũi của các bạn, không đúng cái tâm kính, thì các bạn như vậy cũng là làm cho mắt của mình nó mau tăng độ hơn. Các bạn ăn uống thiếu chất, hoặc là các bạn làm việc liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi cho cái đôi mắt của mình. Các bạn làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng, và có thể các bạn đọc sách hay là đọc sách báo hay là làm việc liên tục với máy vi tính, nó cũng sẽ làm cho các bạn đôi mắt của các bạn mau mỏi mệt hơn. Để mà hạn chế những cái đó thì cái lời khuyên mà để giảm tăng độ cho các bạn đó là các bạn phải đeo kính đúng độ. Các bạn nên có thời gian nghỉ ngơi và tập thể dục thư giãn cho mắt. Có một số loại thuốc có làm, đặc biệt đối với những trẻ mà dưới 18 tuổi thì có một số loại thuốc làm cho các bạn giảm cái đi tăng độ. Ví dụ như là cái bây giờ đang nghiên cứu, nhưng mà có một số loại thuốc đã được đưa vào sử dụng rồi, ví dụ như là atropine 0.05% thì đang được sử dụng tương đối rộng rãi ở trên thế giới và ở Việt Nam mình. Tiếp theo nữa là các bạn có thể có một số loại kính cứng đối với những bạn trẻ dưới 18 tuổi. Mình có một số loại kính áp tròng, người ta gọi là kính áp tròng định hình giác mạc và có thấm khí. Thì khi các bạn đeo cái kính đó vào ban đêm thì ban ngày các bạn không cần đeo kính nữa, và cái kính đó nó cũng làm giảm cái nguy cơ tăng độ đối với mình. Dạ, bác sĩ có thể chia sẻ thêm về loại kính áp tròng đặc biệt đó không ạ? Nó tên gì ạ? Hiện tại bây giờ trên thị trường có rất nhiều cái hãng kính đã sản xuất ra cái kính người ta gọi là kính định hình giác mạc có thấm khí, hay còn gọi là Optokey. Để làm gì? Để làm định hình cái giác mạc, các bạn chỉ cần đeo ban đêm thôi, là ban ngày buổi sáng các bạn đã tháo ra rồi. Và các bạn sẽ trong một đêm các bạn đeo như vậy thì buổi sáng mắt các bạn sẽ hết độ, và các bạn có thể làm việc sinh hoạt như bình thường và các bạn không cần đeo kính. Thì cái kính này rất là ưu thế đối với những bạn trẻ mà dưới 18 tuổi. Tại vì dưới 18 tuổi thì các bạn không có cái phương pháp nào để điều trị hết độ hết. Cho đến bây giờ thì không có cái phương pháp nào cả. Nên là các bạn có thể lựa chọn cái phương pháp đeo kính áp tròng như thế này để không cần phụ thuộc vào đôi kính. Còn đối với những bạn mà trên 18 tuổi thì có rất nhiều phương pháp để các bạn thay thế cái đôi kính của mình. Ví dụ như các bạn có thể bắn laser, có rất nhiều phương pháp laser hoặc có những nhiều phương pháp khác để các bạn thay thế đôi kính cho mình. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Phương. Vừa rồi thì bác sĩ Phương đã trả lời vài câu hỏi đầu tiên của quý vị khán giả gửi đến chương trình. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy càng đặt thêm rất nhiều những câu hỏi để ngày hôm nay bác sĩ Phương có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả đang theo dõi livestream. Và bên cạnh đó, quý vị còn có cơ hội sở hữu cho mình những voucher trị giá là 500.000 đồng khi chúng ta điều trị tại hệ thống bệnh viện thuộc hệ thống Mắt Sài Gòn trên toàn quốc. Và 30 vị khán giả mà có câu hỏi hay nhất và sớm nhất thì sẽ giành được những quà tặng vô cùng hấp dẫn này ạ. Và đây là một câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Quỳnh Hương, 26 tuổi, quận 3 như sau. Xin chào bác sĩ, mắt em bị cận từ hồi năm 2 đại học đến nay đã 6 năm. Khi bị cận thì có cách nào cho mắt đỡ bị dại không ạ?
Đây là một câu hỏi rất hay và có rất nhiều bạn đến khám với mình đã hỏi. Có bạn hay thắc mắc là tại sao mắt em bỏ kính ra thì nhìn nó hơi dại, và có những bạn thì mắt các bạn cảm thấy rất là bình thường và nó không có bị dại. Như thế nào là gọi là mắt bị dại? Mắt các bạn bị dại nghĩa là khi các bạn bỏ kính ra, mắt cảm thấy lờ đờ, mệt mỏi và nó không có sức sống. Vì sao mà các bạn lại bị như vậy? Thường thường những bạn mà có cảm giác mắt bị dại á, là các bạn đeo kính không đúng độ, mắt các bạn điều tiết quá nhiều, các bạn đeo kính không đúng cách, các bạn phải làm việc nhiều, làm việc căng thẳng, làm tăng cái áp lực đối với mắt, và các bạn không dành thời gian để cho mắt của mình nghỉ ngơi, nên các bạn phụ thuộc nhiều vào cái kính của mình, nên các bạn dễ bị mắt các bạn dễ bị mệt mỏi. Đó là cái lý do tại sao mà mắt các bạn bị dại mà mắt các bạn khác lại không bị. Như vậy là cái việc mà mắt bị dại nó cũng đồng nghĩa là đôi mắt của mình cũng dễ bị tăng độ, đúng không bác sĩ? Đúng vậy bạn. Dạ, vậy thì mình có những cái biện pháp nào để cho mắt nó đỡ bị dại không ạ? Ngoài những cái ý mà mình đã chia sẻ ở trên, ví dụ như các bạn đeo kính đúng độ này, các bạn phải thường xuyên tới khám bác sĩ theo định kỳ 6 tháng một lần này, các bạn phải tập thể dục để cho mắt nó nghỉ ngơi, các bạn phải bổ sung các chất dinh dưỡng, thì các bạn nên tăng những cái hoạt động ở ngoài trời. Vì theo nghiên cứu là khi các bạn ở hoạt động ở ngoài trời thì cơ thể mình sẽ tăng tiết ra dopamine, acid, cái oxit nitric và những chất dẫn truyền thần kinh. Những chất này nó giúp cho cái mắt của mình nó giảm cái khả năng kéo dài trục nhãn cầu. Và khi cái trục nhãn cầu của mình nó không dài ra hơn thì nó sẽ làm giảm cái nguy cơ tăng độ đối với các bạn. À, vậy là các bạn mà có những cái bệnh lý về mắt á, thì là lại càng phải tăng những cái hoạt động thể chất, đúng không ạ? Đúng vậy. Và mắt của mình nó không có tăng độ cũng đồng nghĩa với là nó sẽ ít bị dại nữa, đúng không ạ? Đúng vậy. Thêm nữa là ngoài những cái biện pháp đó ra thì đối với những bạn mà trên 18 tuổi rồi, ngoài cái việc mà các bạn nhỏ dưới 18 tuổi mình đeo kính áp tròng ban đêm, thì các bạn trên 18 tuổi mình có thể thay thế bằng việc đeo kính áp tròng ban ngày bình thường. Nhưng mà bác sĩ không khuyên là các bạn đeo kính áp tròng thường xuyên. Tại vì các bạn cũng biết rồi, kính áp tròng thì có rất nhiều nguy cơ đối với cái mắt của mình. Thay thế vào đó thì các bạn có thể thay thế việc đeo kính bằng việc các bạn có thể đi phẫu thuật bắn laser để hạn chế cái việc mình đeo kính và hạn chế cái việc tăng độ đối với mình. Quả thật là những thông tin rất bổ ích, và Uyên Minh tin rằng là quý vị khán giả thì chúng ta có thể là tìm được một cái cách thức nào đó để chăm sóc cho đôi mắt của chúng ta ngày càng sáng khỏe và đẹp hơn. Phòng bệnh hơn là chữa bệnh, đúng không bác sĩ? Phải phòng bệnh trước để mắt của chúng ta không bị những cái tật về khúc xạ, mà lỡ mà bị rồi thì chúng ta cũng phải chăm sóc làm thế nào đó để mà nó không có bị tăng độ, mắt không bị dại và nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đúng vậy. Quý vị khán giả thân mến, thời lượng của chương trình cũng sắp hết rồi, nên chúng ta hãy nhanh tay đặt thêm những câu hỏi cho bác sĩ Phương để chúng ta có thể được giải đáp những thắc mắc của mình. Và bên cạnh đó thì để gửi lời tri ân đến quý vị khán giả đã theo dõi livestream ngày hôm nay, thì chúng tôi có một mini game nho nhỏ với những phần quà. Đó chính là 5 voucher trị giá 200.000 đồng khi chúng ta mua sắm tại hệ thống siêu thị Co-opmart sẽ dành cho những quý vị nào trả lời đúng câu hỏi dưới đây ạ. Uyên Minh xin được đọc câu hỏi ạ. Tỷ lệ cận thị ở nông thôn cao hơn thành thị là đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Quà tặng dành cho những quý vị khán giả trả lời đúng đó chính là 5 voucher, mỗi voucher trị giá là 200.000 đồng tại hệ thống siêu thị Co-opmart. Vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng comment ở bên dưới nha quý vị nha. Và ban tổ chức sẽ chủ động liên hệ với 5 khán giả may mắn này từ đây đến lúc kết thúc chương trình livestream. Và kết quả cũng được chúng tôi công bố trên fanpage của chương trình. Chúng ta hãy cùng chờ đón nhé. Và kết thúc livestream thì ban tổ chức cũng sẽ tổng kết và cũng như liên lạc lại cho 30 khán giả có câu hỏi hay nhất và cũng như là sớm nhất gửi về cho chương trình. Quý vị thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình tư vấn trực tiếp với chủ đề là bệnh về mắt thời đại 4.0 của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự, thuộc chuỗi hoạt động trong chiến dịch Sáng Tầm Nhìn, Thỏa Ước Mơ của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn.
Và vì thời lượng chương trình của chúng tôi có giới hạn, vì vậy không thể giải đáp hết tất cả các thắc mắc của quý vị khán giả ngay trong chương trình. Tuy nhiên thì sau khi chương trình livestream kết thúc, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi và giải đáp những thắc mắc đến quý vị bằng tin nhắn hoặc điện thoại tư vấn của tổng đài. Các khán giả thân mến, chương trình tư vấn online bệnh về mắt thời đại 4.0 của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự đã chính thức khép lại. Thay mặt ban tổ chức, một lần nữa thì Uyên Minh xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Phương đã nhận lời đến tham gia chương trình ngày hôm nay với những chia sẻ vô cùng bổ ích. Cảm ơn chị Uyên Minh và cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi chương trình livestream Bảo vệ mắt thời 4.0 ngày hôm nay. Chúc các bạn có một đôi mắt thật khỏe mạnh để làm việc và học tập trong tương lai. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và kính chúc sức khỏe tất cả quý vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.